Dự án Bệnh viện Đa khoa Sơn La là công trình dân dụng cấp 1 nhóm A, có kiến trúc, công nghệ và trang thiết bị y tế hiện đại, diện tích xây dựng hơn 9 hectare, quy mô 550 giường bệnh với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh thuộc nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Dự án Bệnh viện Đa khoa Sơn La sẽ được trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước hình thành và phát triển các chuyên khoa sâu, chuyên gia giỏi, kết hợp với các bệnh viện khác của tỉnh, hình thành một mạng lưới y tế rộng khắp, phục vụ kịp thời các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.